tải cũ tầm tài chính mà dưới 100 triệu, cụ thể là vài chục, thì có nên mua không và đi nó có tốt không? Thì xin thưa với tất cả quý vị và bạn, đây là một câu hỏi mà rất là nhiều người quan tâm. Tại vì sao? Tại vì là mới bắt đầu công việc kinh doanh khởi nghiệp, ai chẳng muốn là đầu tư nó ít thôi mà lợi nhuận phải cao, đúng không ạ? Tuy nhiên khi lựa chọn những cái chiếc xe thay cho mình làm những công việc nó nhàn hơn một tí, ví dụ như những dòng đây, nó chỉ vài chục triệu thôi. Nếu mà chúng ta chở hàng đâu đó khoảng 1 tấn hay 2 tấn thì chúng ta xác định luôn rằng là cũng chỉ được một thời gian ngắn thôi. Nếu mà chở chúng ta với một chiếc xe tải trọng như thế này chẳng hạn, đời nó không cao, đời 14 thôi, tải trọng khoảng tầm 650 kg. Đấy, tổng tải của nó là 1.600. Còn trọng tải cái gì? Trọng tải bản thân à? Nó là 840 kg. Thì chúng ta cõng khoảng 1 tấn 2 tấn thì chắc nó được khoảng tầm 5-6 tháng gì đó thì xe nó cũng không thành người, xe nó cũng không thành xe nữa rồi. Đấy, nói luôn là như thế, nó chỉ cõng khoảng tầm 1 tấn quay đầu. Mà nếu chúng ta mà xác định mà để mà đi đường dài tầm 200-300 cây một ngày thì liên tục như thế thì như chiếc xe này mình nghĩ rằng nó cũng không yên tâm đâu. Tất nhiên rằng có những người mà người ta mua những chiếc xe mà mới, đời cao hơn, tải trọng như này thì người ta vẫn có thể cõng hàng được khoảng một thời gian, khoảng tầm 6 tháng 1 năm tầm chạy đủ tải vẫn ok. Nhưng mà thường thì những chiếc xe cũ khoảng 5 năm 6 năm rồi thì không lên. Mà khi đó thì chúng ta cần phải xác định luôn là chúng ta đầu tư một con xe nó ổn định hơn. Chứ mua xe ít tiền quá nó cũng nhiều cái bất cập. Trừ khi chúng ta, công việc của chúng ta nó chỉ cần công việc như thế thôi, chạy khoảng đâu đó 100 cây đổ lại cả đi cả về một ngày, hoặc là cái hàng hóa của chúng ta chỉ cõng khoảng vừa đủ tải với chiếc xe này thôi. Chứ khả năng quá tải xe 5 tạ 1 tấn thì nó cõng khoảng tầm 1 tấn quay đầu thôi, chứ cõng khoảng tầm 1,5 tấn 2 tấn thì nó lát nhè xe ra, nói luôn cho nó vuông là như vậy. Đấy. Còn đâu là với tầm 5-6-70 triệu thì chúng ta có nhiều lựa chọn lắm. Nhưng mà có lẽ thì cũng chỉ lựa chọn được những mẫu xe Trung Quốc thôi. Khi lựa chọn những mẫu xe Trung Quốc thì chúng ta nên lựa chọn những mẫu xe mà đời cao một chút, tầm đời từ 15-16-17 trở lên. Còn đâu những chiếc xe mà tầm xe Trung Quốc mà tầm chục năm rồi thì thực sự đi nó cũng không ổn lắm. Đấy, nói sự thật nó hay mất lòng là như vậy. Mình bán xe thì loại gì xe gì mình cũng bán đấy. Cho nên là các bạn ở đây là đứng dưới cái góc độ là khách quan thôi. Còn đâu là tất nhiên đây, chiếc xe này mình vẫn bán là đời 2014. Đấy, đang bán là 90. Nhưng mà thực tế xe này thì nó sẽ phù hợp với anh em nào mà chở hàng đâu đó tầm 5 tạ, 6 tạ. Đúng tải, đủ tải nó là 650 kg. Đấy, chở khoảng tầm 100 km quay đầu một ngày thì ok, rất là ok thôi. Mà tại vì là rất phù hợp luôn. Còn đâu là nếu mà quá nhu cầu đấy thì thôi, chúng ta có thể lựa chọn những mẫu xe khác. Đấy, những mẫu xe khác, rất là nhiều mẫu xe từ 1 tấn 25 cho đến là 1 tấn 4, 2 tấn 4 hoặc là tải to hơn. Đấy. Thì ngày xưa ấy, ngày xưa mình buôn xe vào 2 năm trước mình còn buôn cái dòng Villa Suki ấy. Mình nói rất hay, rất tốt về dòng Villa Suki, nhưng mà bị cái là cái thằng Villa Suki xe đi không sao, nhưng mà cứ để một chỗ. Mấy cái dòng xe máy xăng này cứ để một chỗ khoảng một thời gian là tự nhiên là bệnh thường niên, nó là hay chết bơm xăng, mà thay mỗi lần bơm xăng mất từ 800-900 nghìn rồi. Đấy, cho nên là xe tàu thì chúng ta phải có việc cho nó làm cơ, chứ mà cứ để yên một chỗ thì thỉnh thoảng nó cũng tự chết là chuyện bình thường, anh em lưu ý điều đấy. Mà với những cái xe tàu thì anh em xác định luôn là khi mà mua thì đàm phán được một cái mức giá nó hợp lý nhất đấy, và bán ra anh em xác định luôn là lỗ hơn một nửa. Chắc chắn một điều là lỗ hơn một nửa đối với xe tàu. Còn mua xe mới hay đi mua xe tàu thì chắc chắn là cái khấu hao nó rất là nhiều. Cho nên chúng ta cần phải cân nhắc khi mà lựa chọn những cái dòng xe, đặc biệt là những dòng xe tải nhẹ ấy, những dòng xe mà 5 tạ 1 tấn ấy. Còn những dòng xe như Suzuki thì bản thân nó thì máy móc thì nó sẽ ổn định hơn, nó sẽ khỏe hơn. Và nếu nhưng mà nó sẽ đắt hơn. Nếu cái nhu cầu công việc của chúng ta mà gọi là chiến đấu khoảng 5 tạ 1 tấn, dưới 1 tấn 5 tạ cần thùng ngắn thôi, chở lợn con hoặc là đi xa đi xôi thì nên cố gắng mua một chiếc xe SU thì nó còn ổn định. Trong cái phân khúc xe tải 5 tạ 7 tạ 8 tạ ấy thì SU nó vẫn là ổn định nhất. Đấy. Còn đâu là nếu mà chúng ta gọi là chở hàng quanh làng quanh xóm thì chúng ta mua những dòng xe nó có thương hiệu một chút. Tuy là xe tàu nhưng sau này nó dễ bán, như là Taco, Tauler chẳng hạn thì sau này nó dễ bán. Tuy nói khách quan thì máy Villa Suzuki, máy Tauler nó chả khác gì nhau cả, nhưng mà
bán cái dòng Taco Tauler nó dễ hơn. Đấy, tôi lấy ví dụ như, ví dụ như là dòng xe Kenbo mua mới bây giờ lắp ráp xong xuôi các thứ nó chỉ 200, nhưng bán ra thì đôi khi 100-120, vừa mua vừa xong bán luôn, thợ chưa chắc đã dám mua tại vì bán nó khó. Nhưng mà một chiếc xe Taco Tauler đầu dài 990 kg thì nó lại có giá, nó có giá hơn rất là nhiều. Đấy, chỉ nó chỉ là ăn nhau cái thương hiệu thôi. Đấy. Ok, thì sau chia sẻ này thì mình biết rằng nó sẽ có nhiều gạch đá, nhưng mà kệ đi, mình chia sẻ những cái điều mình trải nghiệm rồi. Anh em nào thấy đúng thì like, chia sẻ, anh em thấy thiếu thì bổ sung anh em nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều.